Anh với vợ cháu nó nói vậy là cũng đúng, nhưng mà với cái quan tâm của tôi á, là tôi nghĩ á, cái gì một là nhà cửa hay là cái cơ sở gì của anh như thế nào tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm được cái tấm lòng của người thôi, biết thông cảm cho nhau vậy là đủ. Trời, thì tôi thì thật ra thì cũng giá bộ cũng lâu rồi, thì cũng muốn tìm cái người để chốn hôn có nhau, nhưng mà mình chia sẻ với nhau từng nơi ở rồi giấc ăn giấc ngủ này kia đồ với nhau trong lúc nắng nóng rồi gió lạnh rồi ốm đau gì đó, rồi có nhau. Đây. Hello. Dạ, chào anh. Tắt cái điện thoại. Chào cô. Tắt tiếng dạ. Dạ. Mở lò lớn lên anh, nhớ xíu đi. Mở lò lớn nè. Bác Sáu nói đi. Anh chào anh ạ. Alo nè, chào cô nè. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cô Lệ đi giới thiệu. Dạ. Cô Lệ giới thiệu bản thân mình đi. Dạ, tôi là Võ Hồng Lệ nè, 65 tuổi. À, tôi ở Đồng Tháp rồi, tôi mới lên Đồng Nai hôm qua nay nè. Dạ, vậy đó. Quen ai trên Đồng Nai đó, lên đó. Dạ, thì cũng nhờ bạn bè giúp đỡ rồi đi tìm cách xin nhai. Vậy đó. Rồi là trong người ở dưới huyện nào? Ở Thanh Bình anh. Trời, vậy đó. Rồi vườn tượng nhà cửa mình có thu nhập gì không? Không, chỉ có cái nhà thôi, mà nhà giờ là con nhỏ con gái ở. Giờ được mấy đứa cháu? Ba đứa, hai gái một trai. Rồi chắc gã cưới rồi hả? Dạ, lớn hết rồi. Bây giờ lớn hết rồi, gã cưới nó xong, bây giờ tới gã cưới mẹ nó luôn. Chắc gã không dám gã đâu. Thì bây giờ mình gã cưới vợ cho con cá hết rồi, tới cứ gã cưới cho mình vậy thôi. Cái chuyện đó trời đưa tới đâu hay tới đó đi, chứ mình đâu quyết định được. Cái đó đâu có, cái là đổ thừa cho trời đưa tới đâu tới đó, hay ông bạn đồng mình đưa. Đưa tới đâu thì mình nhờ tới đó chứ. Trời nào mà đưa cho mình. Đổ thừa cho trời đâu, mình đưa mà mình đưa mà nhà cái mình đưa chắc nó không tới đâu hết trơn á, nhưng mà cũng phải chờ một vòng tay nào đó. Tới chứ, mình đưa là tới à. Dạ, cảm ơn anh. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Hả? Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Cũng hơn 60 à. Gì có hơn 60 rồi hả? Hơn 60 tuổi rồi. Gì kìa, còn trẻ dữ rồi. Còn trẻ mới muốn lấy vợ chứ, còn già lấy vợ làm gì trời. Già ta lấy vợ ta quan tâm nhau cũng được vậy. Còn trẻ mình lấy vợ mình còn hưởng chúc phúc rồi chúc đỉnh nữa. Nếu mà anh nói về còn trẻ, anh nếu lấy vợ thì anh phải kiếm từ giá 40 mấy 50, anh có mấy sanh con cho anh được. Thôi trời ơi, cái này mà sanh con được chừng nào nhờ, bây giờ mình kiếm vợ để sanh tiền. Vợ làm sao sanh tiền được, vợ làm sao sanh tiền cho anh được. Thì cứ vợ sanh tiền là mình cứ vợ rồi về mình không ăn không làm ăn kiếm tiền như bà ngồi không, chứ giờ chờ kiếm con chi nữa. Sao anh không nghĩ rằng già lớn tuổi rồi thì cứ vợ về, vợ làm không nổi anh mừng nuôi. Thì vậy đó. Thì ông bà ta có nói là đồng vợ đồng chồng tát với ông muốn cạn. Mà lỡ anh ở tỉnh nào vậy? Ở Long An nè. Ở Long An. Tại chỗ mấy đứa cháu nó biết mà, nó có đến rồi. Bác Sáu ơi, cô Lệ á, là bây giờ á là kiểu như là lên mạng á, bị cái ông khối kia đó bị ông gạt một lần rồi. Nó cũng ồn ào trên cộng đồng mạng, nhưng mà bây giờ do là cô Lệ á bị cái người con gái là bỏ, không có chăm sóc,
Thì bây giờ cô Lệ nó có tâm sự với anh em tụi con á. Cô Lệ nói á là nếu mà hợp á thì có thể tiến tới hôn nhân, còn không hợp á thì có thể là lại kiểu như là làm đi làm cho bác Sáu lại, là nấu cơm, giặt giũ quần áo gì cũng được, là miễn là có cơm ăn, cũng lại là có tiền chút đỉnh tiền để mà mua thuốc men rồi để dành chi xài chuyện cá nhân đó bác Sáu. Thì đó là ý nguyện của cô Lệ như vậy. Là giờ theo như bác Sáu hồi nãy giờ tâm sự của cô Lệ là bác Sáu có đồng ý là bữa nào để anh em tụi con là cho hai người gặp mặt không? Rồi đồng ý. Bữa nào đi, bây giờ do mà mấy cháu không biết, đừng lợi mấy cháu thôi, còn chú cháu thì ở đây thì sẵn sàng. Còn do mấy cháu không biết thì sao mà thích hợp công việc, mấy cháu với cô Lệ là đến được à. Còn chú cháu ở đây thì sẵn sàng để đón tiếp. Nè cô Lệ nói chuyện đi. Như vậy là anh có coi mấy cái clip quay lên đó không? Mấy clip của em á? Không chưa, không có thấy, chỉ nghe bố giới thiệu rồi, còn cũng chưa có thấy. Vậy thì anh cứ coi đi, coi gặp mấy cái clip đó là hiểu đầu đuôi nguyên nhân nó như thế nào, người thật việc thật như sao. Rồi bây giờ để mời cô nè, mời dạ. Cô với cháu bú nè, dạ. Sắp xếp khi nào mà cái công việc nó thích hợp đó, đến tôi làm nha. Rồi thì anh mời thì tôi cũng có lời, nhưng mà thấy hình như anh đến chỗ tôi là hay hơn hả? Đến đây trên tên hả? Thì biết đâu anh đến chỗ tôi ở Đồng Nai nè, hay là anh muốn đi xuống nơi Long An. Thôi đi bây giờ, bởi vì cô ở Đồng Tháp rồi cô ở đi Đồng Nai nữa, hai ba chỗ rồi cô, giờ tôi mời xuống chỗ tôi đi, mời xuống chỗ Long An nè. Dạ. Phú có thấy rồi, Phú có biết rồi. Dạ. Thì cô cháu gì đó xuống đây để mình biết nhau. Dạ bây giờ bác Sáu ơi, cho con nói như thế này nè. Bây giờ bác Sáu mời xuống nhà bác Sáu là nó đúng hơn, vì giờ cô Lệ lên đây mướn cái phòng trọ nó nhỏ dữ lắm. Cái thứ hai á là cô Lệ cũng muốn là tìm một cái người để mà có thể thật sự mà là hiểu với nhau. Cô Lệ đi xuống nhà của bác á thì cô Lệ sẽ coi cái nhà cho ông ở, cái cơ ngơi nó sẽ tiện hơn với cô Lệ. Cô Lệ xuống là thấy thích hợp hơn á. Đúng rồi, giờ anh với vợ cháu nó nói vậy là cũng đúng, nhưng mà với cái quan tâm của tôi á, là tôi nghĩ á, cái gì một là nhà cửa hay là cái cơ sở gì của anh như thế nào tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm được cái tấm lòng của người thôi, biết thông cảm cho nhau vậy là đủ. Trời, thì tôi thì thật ra thì cũng giá bộ cũng lâu rồi, thì cũng muốn tìm một cái người để mình sống hôn có nhau, nhưng mà mình chia sẻ với nhau từng nơi ở rồi giấc ăn giấc ngủ này kia đồ ở nhau trong lúc nắng nóng rồi gió lạnh rồi ốm đau gì đó, rồi có nhau và thậm chí cái đó chết luôn. Thì bạn thì mình trang trải sống qua ngày cũng được rồi, cô không phải gì chứ giả mà cô không gì mà thiếu thốn lắm đâu. Quan trọng là cũng là cái tấm lòng. Như vậy thì mời cô lại đến tôi một lần để cho biết chỗ nơi ở đó, rồi cháu Phú nó sẽ hướng dẫn đó, rồi mình sẽ gặp mặt với nhau, rồi cái gì đó rồi mình có cái số liên hệ nhau, rồi mình chia sẻ nhau đó. Rồi lát nữa cô điện tôi cái số này nè, cái số của tôi nè, để nhờ cháu nó kết bạn Zalo giùm đi, chứ tôi không biết kết bạn nữa nó lấy số của tôi nhờ kết bạn. Đi chạy số di động đi, còn cái
cái số Zalo con mắt chưa có mổ cho nên cái chữ trong Zalo nó mờ quá thì cũng khó thấy. Điện thoại di động thôi, điện thoại di động tôi là số này nè, số là 779 nè, số này nè. Ờ vậy thì anh nắm số của tôi đi anh, điện tốt hơn. Tại vì máy tôi hiện giờ là không, máy tôi không có nạp tiền, tôi chỉ xài bên Zalo thôi. À rồi được rồi, có gì tôi điện cho. Dạ. Số đi. Tôi cũng mới mổ mắt được 2 tuần nè. À, mổ đâu, trên trung tâm mắt hả? Dạ, mổ trong thành phố á. À, tôi cũng sắp đi mổ rồi mà chưa có đi được. À, vậy là nên kiếm người về đang mổ đang nuôi đó phải không? À, rồi. Dạ. Vậy cũng được rồi, bây giờ tặng cho ăn cho cháu nó sắp xếp sao đó tùy nó. Nhưng mà mình muốn gặp và một là liên hệ số điện thoại với nhau để coi coi mình cái tính cách mình giao tiếp nó có phù hợp không, nó hợp ý với nhau không. Nó từ cái gì cũng vậy, cũng từ từ. Chứ còn tôi thì không quan trọng gì cho lắm. Cái giàu hay nghèo, yêu cầu có chỗ ăn chỗ ngủ là được. À, thì thôi bây giờ ấy thì sắp xếp đi rồi cái chuyện này để trở trên Đồng Nai rồi tên anh gì chẳng chi cho nó xa ở cái này nè, Long An nè, gần tôi có khi về Đồng Tháp rồi cũng gần nữa. Dạ, tôi ở Đồng Nai tôi mới đi lên chiều hôm qua 4 giờ xe tới đây nè. Rồi gặp Phú Quốc nào? Mới gặp tất thì đây. Đó, ở đâu nó xin địa số điện thoại nó điện lại tôi cũng không ngờ, bất chân hửng nữa. Rồi mới gặp nhau đây rồi, cô cháu ngủ cà phê nè. Vậy đó rồi, bữa nay uống cà phê ngon ha. Hình như là cà phê đắng nào là thấy hạnh phúc nhiều nấy hay gì ạ? Cà phê đắng mà ngọt. Cà phê đắng là hôm nay có gặp được bác Sáu là cô Lưu Lệ nó ngọt quá trời ngọt luôn rồi. Cà phê đắng mà ngọt, nói vậy đó. Dạ, rồi cảm ơn anh nha. Mà ngọt mà đắng. Dạ, rồi cảm ơn anh, để tôi đưa số tôi là cho anh. Nếu mà anh đổi số là anh cứ điện cho tôi, chứ tôi không điện anh được. Bây giờ nói Phú lấy cái máy của cô đó điện qua tôi đi, để tôi có số điện thoại của cô, rồi có gì anh em liên hệ nhau, nói chuyện thêm nha. Rồi. Dạ. À cô bác Sáu ơi, thì để đi rồi anh em tụi con sắp xếp á cái ngày nào đó để cho bác cô Lệ gặp mặt trực tiếp bác Sáu. Dùng cái này thì mình cũng từ từ là gặp, trước tiên là gặp để quen biết bạn bè trước đi. Rồi nếu mà cái để gặp mặt để hiểu nhau và thấy mặt với nhau. Dạ, rồi sau từ từ tình cảm nếu mà cô với chú bác đó là có thấy cảm thấy mà hai người đó là kết hợp được đó, thì mình tiến tới nữa. Còn bây giờ là trước mắt đó, là cho bác với cô gặp là hai người làm bạn, rồi để con mở Zalo của bác ra cho, bởi vì bác Sáu là không biết xài Zalo, để con về con chỉ, rồi là bác với lại cô là gọi với nhau. Vậy là con lấy cái máy của cô nè, con điện cho ổng rồi cái số của cô qua ổng rồi ổng muốn điện nào ổng điện. Dạ cái dạ. Số không à. Dạ rồi cái con chào bác Sáu, rồi bữa nào là con sẽ cho bác Sáu lại cô Lệ gặp. Dạ dạ con chào bác Sáu. Rồi ok rồi chúc mạnh khỏe. Dạ. Đó rồi vậy dạ. Là cô thấy thế nào? Chút xíu đi rồi con kết qua cho. Không, thấy không biết sao nữa, gặp nhau mới hiểu nhau chứ dù vậy cũng không biết sao. Không, nhưng bạn cho bác Sáu thì giờ cái tuổi cũng xem cái tuổi của cô. Đó thì bác Sáu cũng sống một mình à, không có ai hết á. Mà bác Sáu cũng cần một cái người bạn. Nếu mà phù hợp á thì có thể là tiến tới là làm vợ chồng. Rồi giờ cái chuyện đó tính sau đi. Dạ. Đó thì giờ trước tiên là tụi con sẽ giới thiệu cho để hẹn sắp xếp ngày đi. Rồi tụi con sẽ cho là cô và bác Sáu gặp nhau ha. Dạ. Thì lát nữa con đưa số cô cho ổng hay sao đó. Dạ. Làm sao đó cho cô cũng không có gành nữa. Mà bác Sáu á là con nghe nói là ổng có mấy cái hũng dân xong hũng dụng thuốc gì đó, ổng ghê lắm á. Thánh thần. Thánh thần ơi. Ổng xài thuốc ngải. Không.
rượu rượu thuốc âm bổ thận bổ thận. Ờ nãy em có đưa hình bác Sáu cho cô coi chưa? Đưa hình hả? Không không có thấy hình đấy. Cho cô lại coi hình đi. Đâu có hình nữa chứ. Có hình như là con có hình. Thì coi hình như là chốt ngày bữa nào đó mình xuống dưới nhà bác Sáu mình chơi ha cô. Thì không sao rồi nó đi cho con hay trước ngày 2 ngày tại dạ, vì dạ. Khi sở số người ta giao mình đó rồi đi bỏ số cũng được. Nếu mà được thì mình tiến tới đâu mấy thì mình một bạn thôi. Bạn. Thì đó thì cô cũng vậy, cô cũng nghĩ là nếu như mà ổng bây giờ thí dụ mẫu mắt cũng cần một người thì cô cũng đến rằng mà chăm sóc cái cháo lao gì đó rồi ổng rồi sau này nếu thành được thành không thành thì mỗi tháng trả tiền cô giúp nhà việc nhà vậy thôi. Đó là nhà của bác Sáu luôn á, này là ở trên lầu. Vậy là ông này quá trẻ rồi, ông không chịu cô đâu. Mình đâu có cần thiết phải là chịu không chịu đâu. Bây giờ là trước tiên là gặp mặt để làm bạn. Nhiều khi cái tuổi tác nó không thành vấn đề mà mình nói chuyện mình hợp nhau là sao. Nhưng mà thấy ông này trẻ hơn cô. Nhưng mà bác Sáu này cô dòm vậy là cô đồng ý không? Trời ơi, tôi không có chọn được. Chú đó là nhà không, ông chú đâu có làm gì, việc làm cỏ, làm vườn này nọ có. Bởi vậy ông mới trẻ đó, đó. Bởi vậy ông mới trẻ có đó. Người, có thuê người làm. Vậy hả? Dạ. Hai ba người làm hả? Đó thì vậy là cô Lệ đồng ý rồi ha. Ông bây giờ trước mắt bây giờ là chưa biết là có phù hợp với cái chuyện mà vợ chồng hay không. Nhưng mà cái chuyện làm bạn là giờ cô Lệ đồng ý rồi, thôi giờ để bữa nào anh em tụi con sắp xếp cho cô Lệ xuống gặp mặt. Rồi trò chuyện tâm sự đi cho nó có thời gian để mà tìm hiểu với nhau đi. Rồi thì lấy số của cô cho ông đi. Dạ. Còn mấy người lấy máy này gọi. Dạ. Rồi bây giờ về đi giờ cô Lệ dẫn anh em tụi con vô cho gặp cái phòng trọ của cô Lệ đó, quay để cho bác Sáu á coi biết cái hoàn cảnh của cô Lệ. Phòng trọ tôi có 2 cặp đồ luôn, không có gì hết. Không có gì luôn. Mới lên 2 cặp đồ rồi mấy chị ở xung quanh đó mới đem qua cho được cái nồi, cái chén, cái thau gì đó, không có gì đâu. Dạ. Như chị cái bên đem cái quạt qua cho mượn. Cô thấy như cô chân cô cũng còn yếu đúng không? Cô thấy thì nó sập phẩm. Cái 2 cái đầu gối nó bị khớp, 2 cái đầu gối. Dạ, cô đi mạnh sợ sụp. Mình đi dưỡng vậy sợ té tay biến. Chỗ này mới mốt được bán số rồi sao đi bán được. Thì cứ đi lay gai đi có sao đâu. Bây giờ mà hồi ngày xưa con nghe cô nói là ngày xưa là cô cũng đã sinh sống và bán số đây hả? Hồi trước dịch. À. Trước dịch cô có ở đây, cô đi làm giờ có. Thì làm giờ xong cái quẩn cái lấy số đi bán thêm. Rồi chứ giờ mới ra bán số rồi sợ mấy người kia người ta kiếm chuyện không? Mấy người đi bán số hả? Không, ở đây toàn là bạn bè của con, mấy người đi bán số quen không à? Nhưng nhỏ nãy cũng đi bán đó. Đâu có gì đâu. Bạn không à, quen không? Giờ vui cười ha. Không mà thấy bác Sáu à. Cái bác Sáu là cũng phù hợp đúng rồi. Dạ vậy là để con về con bàn lại với Sáu chút xíu đi, con sẽ cho số điện thoại. Rồi thì con bàn lại đi rồi thì cho hai ông bà gặp ha. Thì sao cũng được. Mà con hỏi thiệt nè, nếu mà hai ông bà thành đôi á. Giờ mà cảm ơn con cái gì? Thì con không ăn đồ heo đâu. Ổng muốn ăn đồ gà, đồ vịt gì chứ thì ổng cho. Chứ tôi không có biết. Nãy giờ nói chuyện bây giờ cô thoải mái tinh thần rồi đó. Vui rồi. Có người hiểu cô nói ra hết những cái gì với là cái điểm thứ nhất là cô nói được chứ thiên thơ là được như mà vừa ngủ không được đó con. Tức là không được hả? Tức á. Cô biết sao không? Bác Sáu thì cũng có nhờ anh em tụi con là tìm một người. Con cũng có gọi nói là bác Sáu là cái hoàn cảnh của cô như vậy. Bác Sáu nói á, bác Sáu không có quan trọng cái việc là cái quá khứ hay cái gì hết. Bác Sáu chỉ cần là một cái người hợp tính hợp tình là có thể là tâm sự nói chuyện là hữu ý. Còn cái chuyện mà vợ chồng thì đó là nếu mà hữu duyên thì có thể là cái chuyện đó thì nếu có duyên nợ thì từ từ nó đến. Còn mình bạn trước tiên là bạn bè. Còn nếu có cần tôi thì tôi cần có công chuyện ổn định. Này ổng cần người giúp thì tôi giúp cũng được, không sao hết. Mà bác Sáu á là con hay ghé nhà bác Sáu chơi lắm á, giờ con giới thiệu giờ cái mới mốt á mà cái thành rồi cái rồi đuổi anh em tôi con không cho vô nhà nó đi. Thôi cái chuyện đó chuyện của ổng, nhà của ổng, không nhà của cô đâu. Ra cô lại nè. Không phải nhà của ổng, không phải nhà của cô. Đừng có gài tao vô. Đừng phải cô lại đó, nói thôi tôi bay đi về đi, tao nói chuyện ổng tôi bay tới hoài. Hoài à, cái đó nhà của ổng à, tôi không có thẩm quyền được à.
Dạ. Nói chung mà không, tôi kêu con ghẹo cô. Ừ, biết mà, chứ mình đâu có không quyền được đâu. Dạ thôi vậy là mình quyết định là ngày nào gặp mặt đi ha cô ha. Ừ. Rồi giờ anh em tụi con cũng kết thúc clip đây để đi vô trong cái phòng trọ của cô á, để xem cái tình hình mà cái cuộc sống của cô với lại cô ăn ở đó là nó làm sao đó. Cô nói trước còn lạnh gì đó, nhắm có vô được vô nhà. Dạ, có hai cặp đồ thôi. Dạ. Mới mượn ở kế bên phòng để cho mượn được cái quạt với dạ. đồ đạc gì dạ. nào chắc gì ta đem bên để cho ngượng dạ. miếng cái. Quan trọng tụi con đi thực tế để xem cho bác vậy Sáu đó. Xem cái chỗ ăn vô ở của cô lại. Ừ. Để mà có thể là bác Sáu có cái tình huống nào á mà giúp đỡ cho cô Lệ không thôi. Dạ. Thôi con cũng cảm ơn cô Lệ ha. Để, ừ.